Phần tiếp theo chúng ta sẽ nói về thần kinh đùi là một cái nhánh lớn nhất của đám rối thắt lưng. Thì thần kinh đùi được tạo nên từ các cái nhánh sau của nhánh trước, các cái thần kinh thắt lưng 2, 3 và 4 như các hình màu vàng, màu xanh và màu tím các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhắc lại này thì D12 nhá. D1, L2, L3, lưng 4 và L5. Nhấn mạnh 2, 3 và 4. Đó. Đó thì hợp lại thành một cái thần kinh gọi là thần kinh đùi. Thần kinh đùi thì thoát ra và đi xuống ở bờ ngoài cơ thắt lưng lớn. Và cái khu vực này nằm trong bao cơ. Sau đó thì thần kinh đùi chui xuống dưới dây chằng bẹn. Các bạn có thể nhìn đến đây, chỗ này là dây chằng bẹn nhá. Thì sẽ chui xuống dưới dây chằng bẹn để xuống khu vực phía dưới. Đó là cấu trúc gì? Là xuống tam giác đùi. Thì hôm nọ thì cũng nói cho các bạn biết là trong cái tam giác đùi ấy, thì thần kinh đùi thì sẽ nằm ngoài hơn so với động mạch và tĩnh mạch. Thì các cấu trúc đó thì gọi là thần động tĩnh. Ở khoeo thì sẽ gọi là thần tĩnh động. Được chưa? Các bạn nhìn thấy cơ thắt lưng lớn ở đây chưa? Đây này, cơ thắt lưng lớn này. Rồi. Còn nhớ nguyên ủy bán tận của cơ thắt lưng lớn không? Thì cơ thắt lưng lớn thì nguyên ủy sẽ bám vào thân. Các bạn nhìn thấy không? Đây là thân đốt sống này. Sẽ bám vào thân và mỏm ngang của các cái đốt sống. Từ ngực 12 cho đến L4, tức là thắt lưng thứ 4. Ok chưa? Và thậm chí là các cái đĩa gian đốt sống. Và bám tận là gì? Bám tận là xuống dưới này. Bám tận sẽ là mấu chuyển gì? Mấu chuyển bé của xương đùi. Như xương đùi có mấu chuyển lớn này. Chỗ này thì có mấu chuyển bé. Cái mấu chuyển lớn thì cho các cái cơ khối, các cơ mông sau. Hôm trước anh đã nói cho các bạn rồi, các cái cơ mông lớn, mông nhỡ và mông bé đó nhá, thì tập trung bám vào khu vực chủ yếu ở trên này. Còn cơ thắt lưng lớn là một cái giải cơ nhá, nó sẽ bám vào mấu chuyển nhỏ của xương đùi. Và động tác của cơ thắt lưng lớn đó là sẽ là gấp đùi. Còn cơ chậu nhá thì sẽ cũng bám tận vào mấu chuyển nhỏ của xương đùi, nhưng mà nguyên ủy của cơ chậu thì sẽ bám vào khu vực gì? Bám vào mào chậu, hố chậu và bám vào cả phần cánh xương cùng ở gần gần cái chỗ này này. Đó thì người ta gọi là cơ thắt lưng chậu. Chính vì thần kinh đùi đi trong bao cơ thắt lưng lớn nên những cái ảnh hưởng đến cơ thì sẽ ảnh hưởng đến thần kinh. Ví dụ chẳng hạn như là áp xe các cái cơ thắt lưng chậu, hoặc là gì, hoặc là gãy các cái xương chậu. Ok thì sao, sẽ ảnh hưởng đến tổn thương thần kinh đùi. Hoặc là như trong sách bảo là gì, thậm chí là một cái khối u nằm ở sao khoang sau phũ mạc cũng có thể ảnh hưởng. Nếu mà tách bạch ra thì các bạn sẽ cắt bớt các cái chi tiết thì sẽ được cái hình như này. Như vậy các bạn có thể thấy chia, nếu mà đẩy cái mốc là cái dây chằng bẹn thì ở phía trên dây chằng bẹn
thì thần kinh đùi sẽ có nhánh nó chi phối cho cơ chậu và cơ lược. Nhưng mà các bạn nhớ rằng là nó lại không có cơ thắt lưng lớn. Được chưa? Còn cái nhánh tận của nó thì gồm hai phần. Phần trước là cơ may và các cái nhánh bì đùi trước cảm giác cho da mặt trước trong của đùi. Còn phần sau ấy thì sao? Thì sẽ chi phối cơ tứ đầu đùi và thần kinh gì? Và thần kinh hiển. Đó, tí sẽ chỉ cho các bạn.